Cập nhật tin tức về dịch COVID-19 mỗi ngày trên kênh FBNC. Bản tin sáng ngày hôm nay, ngày 29 tháng 9 năm 2020 gồm những tin tức nổi bật sau. Trên thế giới, gần một nửa nước Mỹ đang ghi nhận số ca nhiễm ngày một tăng. CDC Trung Quốc, Bắc Kinh chưa thể mở cửa do tỷ lệ tử vong còn cao. Phụ huynh Iran lo lắng vì tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở trẻ em tăng mạnh. Tại Việt Nam, Bộ Y tế nhận định COVID-19 sẽ khó kiểm soát hơn vào mùa đông. Chuyên gia vào Việt Nam dưới 14 ngày không phải cách ly y tế tập trung. Thành phố Hồ Chí Minh, số ca mắc bệnh tay chân miệng tăng gấp 1,5 lần so với tháng trước. Tính đến 18 giờ ngày 28 tháng 9, số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã hơn 33,3 triệu ca, trong đó số ca chữa khỏi là hơn 24 triệu ca và số ca tử vong vì COVID-19 đã vượt mức 1 triệu ca. Mỹ vẫn là ổ dịch lớn nhất trên thế giới với số ca nhiễm vượt mốc 7,3 triệu ca, trong đó hơn 209.000 ca đã tử vong. Theo sau Mỹ vẫn là Ấn Độ, dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành tại Ấn Độ với hơn 6 triệu ca mắc bệnh. Trong cuộc chiến với đại dịch, hơn 95.000 người dân tại quốc gia này đã không qua khỏi. Brazil đứng thứ 3 với hơn 4,7 triệu ca nhiễm và hơn 141.000 ca tử vong, đứng vị trí thứ 4 trong top những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch trên toàn cầu là Nga, với hơn 1.150.000 ca nhiễm, hơn 20.000 ca tử vong. Trong 24 giờ qua, quốc gia này ghi nhận số ca nhiễm mới tăng vọt với hơn 8.000 ca. Mời quý vị đến với phần tin thế giới. Thưa quý vị, tính đến ngày 27 tháng 9, theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins, gần một nửa nước Mỹ đã báo cáo số ca nhiễm tăng lên, đúng như các chuyên gia y tế cảnh báo trước đó. Theo tiến sĩ Chris Murray, Đại học Washington, số ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ sẽ tiếp tục bùng nổ mạnh mẽ hơn trong tháng 10 và tăng tốc vào tháng 11 và tháng 12. Cả nước hiện đang có khoảng 765 ca tử vong mỗi ngày do COVID-19, nhưng con số đó có thể tăng lên 3.000 ca vào cuối tháng 12. Bang New York hôm thứ Bảy đã ghi nhận 1.000 ca nhiễm mới lần đầu tiên kể từ đầu tháng 6, khiến thống đốc Andrew Cuomo cảnh báo người dân về sự tự mãn không nên có này. Ông Cuomo cho biết, những việc tưởng chừng như đơn giản như đeo khẩu trang, rửa tay và giãn cách xã hội tạo ra sự khác biệt quan trọng. Bên cạnh đó là chính quyền địa phương phải thực thi sự chỉ đạo của nhà nước. Cũng tại nước Mỹ, theo phân tích của Reuters, số lượng các xét nghiệm cho kết quả dương tính với COVID-19 đang ở mức 25% tại một số bang thuộc miền Trung Tây nước này. Đồng thời, các ca bệnh và số ca nhập viện cũng tăng cao trong khu vực. Theo đó, tỷ lệ xét nghiệm dương tính ở Bắc Dakota đạt trung bình 30% trong 7 ngày qua so với 6% của tuần trước. Tỷ lệ dương tính cũng đã tăng lên 26% ở bang Nam Dakota, tăng từ 17% vào tuần trước. Minnesota và Montana đang có trung bình 7% các xét nghiệm cho kết quả dương tính. Tuy nhiên, vào Chủ nhật, tỷ lệ dương tính của Montana đã tăng lên 20%. Một số tiểu bang như New York, Massachusetts, Vermont và Maine có tỷ lệ xét nghiệm dương tính dưới 1%. Đồng thời, tỷ lệ xét nghiệm dương tính đang tăng lên ở Trung Tây. Các ca bệnh và số ca nhập viện ở khu vực này cũng đang tăng kỷ lục. Bộ trưởng Văn hóa Oliver Dowden cho biết, hôm Chủ nhật ngày 27 tháng 9, chính phủ Anh muốn sinh viên đại học có thể trở về nhà đón Giáng sinh trong bối cảnh lo ngại rằng nơi mà các sinh viên đang sống có thể bị áp dụng thêm các biện pháp phong tỏa để hạn chế số ca nhiễm COVID-19. COVID-19 bùng phát đã buộc một số trường đại học yêu cầu sinh viên, nhiều người trong số họ ở xa nhà và phải trả 2.000 bảng Anh cho học phí và chi phí sinh hoạt, từ cách ly tại nhà và chuyển hình thức sang học trực tuyến. Tất nhiên, tôi rất muốn học sinh có thể về nhà vào dịp Giáng sinh. Và nếu tất cả chúng ta cùng nhau tuân thủ các quy tắc mới này, chúng ta sẽ làm theo hướng dẫn, thì chúng ta có thể đạt được điều đó. Ông Dowden kêu gọi mọi người tôn trọng các quy tắc phòng chống dịch ở nơi mình đang học tập và làm việc để tránh chính phủ nơi đó ban hành thêm các hạn chế. Nhưng chính phủ đang đối mặt với sự bất bình từ một số nhà lập pháp của chính họ. Những người đang thúc đẩy quốc hội có nhiều tiếng nói hơn đối với các hạn chế COVID-19. Bao gồm cả việc thông qua một sửa đổi được thúc đẩy bởi các nhà lập pháp nổi tiếng như Graham Brady và Steve Parker. Chuyển sang một thông tin ở Tây Ban Nha, chính quyền thành phố Madrid hôm thứ Hai tuần trước ngày 21 tháng 9 đã ban hành lệnh hạn chế di chuyển tại một số khu vực, làm dấy lên các cuộc biểu tình về kỳ thị và phân biệt chủng tộc. Hàng trăm người biểu tình đã tụ tập vào Chủ nhật ngày 27 tháng 9 tại khu phố Valesca, một khu vực ngoại ô nơi phần đông dân số là tầng lớp lao động, để yêu cầu chính quyền có các biện pháp khác để đối phó với COVID-19. Chính quyền khu vực Madrid cho biết họ đã chọn những khu vực để áp đặt hạn chế dựa trên mức độ lây nhiễm COVID-19, ở đó vượt quá 1.000 ca nhiễm trên 100.000 người.
Đó không phải là sự cách ly, đó là sự tách biệt. Tôi nghĩ điều đó phải được rõ ràng. Đó là điều khiến chúng tôi đau đớn nhất. Chúng tôi cảm nhận mình bị ảnh hưởng nhiều hơn những người khác. Vì vậy, chúng tôi muốn chính quyền trả lại sự tự do cho chúng tôi. Nhưng một số cư dân phàn nàn rằng các biện pháp cho phép mọi người đi làm hoặc đi học không giải quyết được vấn đề của hệ thống giao thông quá đông đúc, nơi virus có thể lây lan nhanh. Thành phố Madrid đã mở rộng lệnh phong tỏa một phần vào hôm thứ Sáu 25 tháng 9. Ở vài khu vực có tỷ lệ lây nhiễm cao, từ chối các khuyến nghị của chính phủ quốc gia về việc khóa cửa trên toàn thành phố khi các ca bệnh tiếp tục tăng ở thủ đô. Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha đã thúc giục các nhà chức trách ở Madrid vào thứ Bảy 26 tháng 9 thắt chặt các hạn chế tại điểm nóng COVID-19, cảnh báo rằng cư dân thủ đô và các khu vực xung quanh có nguy cơ nghiêm trọng nếu không có các biện pháp ngăn chặn cứng rắn hơn. Cũng tại Tây Ban Nha, khi một số khu vực đang ban hành các lệnh hạn chế di chuyển làm nhiều người dân cảm thấy mất tự do, thì nhà hát Liceu của Barcelona đã khởi động buổi biểu diễn opera mới vào ngày Chủ nhật ngày 27 tháng 9. Nhà hát mở cửa với nhiều biện pháp an toàn để kiểm soát sự lây lan của COVID-19. Cũng như bất kỳ hình thức giải trí nào được tổ chức trong cộng đồng, bất cứ khán giả nào đến tham gia cũng phải đeo khẩu trang, rửa tay và tuân thủ giãn cách xã hội. Nhân viên của nhà hát đã đo nhiệt độ cơ thể của khán giả trước khi cho phép họ đến khu vực ghế ngồi. Một camera đo thân nhiệt cũng được lắp đặt như một phần của các giao thức an toàn mới. Bên trong Lisi, một số ghế được giữ trống để đảm bảo các thành viên của khán giả được an toàn. Tôi cảm thấy khá an toàn khi bước vào. Họ đã ngăn khoảng cách lúc xếp hàng và bên trong sân khấu cũng được ngăn cách. Đêm khai mạc có màn trình diễn của giọng nữ cao Sondra Rasvandoki và giọng nam cao Bios Bessala. Người Tây Ban Nha phải chịu đựng một trong những vụ phong tỏa nghiêm ngặt nhất châu Âu từ tháng 3 đến tháng 5 khi họ không được phép rời khỏi nhà của mình. Nhưng sau khi các hạn chế được dỡ bỏ hoàn toàn vào ngày 21 tháng 6, đại dịch đã bùng phát trở lại. Thưa quý vị, mới đây đăng tải trên trang cá nhân Twitter của mình thì cựu Bộ trưởng Tài nguyên nước của Ấn Độ, bà Uma Bharati cho biết mình có dấu hiệu sốt nhẹ, sau khi được khám thì cho biết kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bà đang tự cách ly tại bang Uttarakhand. Bà cũng yêu cầu những người tiếp xúc gần với bà trước đó tự kiểm tra và làm theo các quy định y tế. Mới đây, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Yang Wenhong, trưởng nhóm dịch tễ học của CDC Trung Quốc cho biết Bắc Kinh vẫn chưa thể mở cửa hoàn toàn khi tỷ lệ tử vong do COVID-19 vẫn ở mức cao và nguy cơ bùng phát làn sóng thứ hai là không thể nói trước cho đến khi có vaccine. Ông Chan Quenhong cho biết các đợt bùng phát lẻ tẻ có thể đến bất kỳ lúc nào với tỷ lệ tử vong từ 3 đến 4% ở hầu hết các quốc gia. Ông cho rằng loại bỏ các hạn chế về phòng chống dịch lúc này sẽ là không khôn ngoan. Ông nói tại một diễn đàn Thượng Hải hôm thứ Bảy rằng việc mở cửa trở lại của thế giới phụ thuộc vào vaccine, hy vọng có thể sẵn sàng trong 1 đến 2 năm tiếp theo. Với việc các ca mắc COVID-19 từ nước ngoài, phần lớn đã được kiểm soát, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố trước đó rằng các hạn chế nhập cảnh đối với người nước ngoài sẽ được nới lỏng trong từng bước. Công dân nước ngoài có giấy phép cư trú hợp lệ để làm việc, các vấn đề về cá nhân hoặc đoàn tụ gia đình sẽ được cho phép nhập cảnh vào Trung Quốc mà không cần xin thị thực mới. Bắc Kinh vào tháng 3 đã đình chỉ nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài, ngay cả những người có giấy phép lao động và thị thực, khi đại dịch lan rộng trên khắp thế giới. Tuy nhiên, các hạn chế khác được đưa ra vào tháng 3, chẳng hạn như du khách phải thực hiện xét nghiệm COVID-19 khi nhập cảnh và hoàn thành 14 ngày cách ly sẽ vẫn được áp dụng. Sự gia tăng đột biến gần đây về số lượng ở trẻ em bị nhiễm COVID-19 ở Iran đã khiến các bậc cha mẹ lo lắng và quốc gia này cũng đang chuẩn bị áp dụng các biện pháp hạn chế dịch bệnh trong bối cảnh các ca bệnh ngày một gia tăng. Tại bệnh viện di động Ali Asghar ở Tehran, các bậc cha mẹ đang trông chừng con của họ và cầu nguyện khi chúng được điều trị COVID-19. Giám đốc bệnh viện, tiến sĩ Golamehra Bijayan cho biết hôm Chủ nhật 27 tháng 9 rằng ông nhận thấy sự gia tăng số ca nhiễm COVID-19 ở trẻ em, nhưng hầu hết các bệnh nhân đang hồi phục hoàn toàn. Số liệu thống kê chính xác về số ca nhiễm COVID-19 ở trẻ em vẫn chưa được chính phủ Iran chính thức công bố. Một số phụ huynh đã chọn không cho con đến trường do lo ngại chúng có thể lây nhiễm cho các thành viên khác trong gia đình. Quản lý của trường mẫu giáo Geshimen ở Tehran cho biết, Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm thứ Bảy 26 tháng 9 đã cho phép các tỉnh của nước này tiến hành phong tỏa ở bất kỳ nơi nào cần thiết để ngăn chặn sự gia tăng của đại dịch. Phát ngôn viên Bộ Y tế Sima Sadat Ladi cho biết, số ca tử vong của Iran do COVID-19 đã tăng 172 ca vào thứ Bảy lên hơn 25.300 người. Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến 18 giờ ngày 28 tháng 9, Việt Nam ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 mới nhập cảnh vào Việt Nam. Thông báo về 3 ca mắc mới, bệnh nhân 1075 đến 1077 đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Phú Thọ là 2 ca và Hà Nội là 1 ca.
Ca bệnh 1075 là nam, 33 tuổi, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc, là chuyên gia kỹ thuật. Ca bệnh 1076 là nam, 58 tuổi, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc, là chuyên gia kỹ thuật. Ngày 18 tháng 9 năm 2020, cả hai bệnh nhân từ Quảng Đông, Trung Quốc nhập cảnh qua cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn và được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Phú Thọ. Ngày 19 tháng 9, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 27 tháng 9, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và kết quả ngày 28 tháng 9 là cả hai bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện hai bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở Đông Anh. Ca bệnh 1077 là nam, 48 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia. Ngày 13 tháng 9, bệnh nhân nhập cảnh từ Ấn Độ trên chuyến bay số hiệu là 6E8979 và được cách ly tập trung tại Hà Nội. Kết quả xét nghiệm lần 1 vào ngày 15 tháng 9 là âm tính với SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm lần 2 vào ngày 28 tháng 9 là dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở Đông Anh. Như vậy, tính đến 18 giờ ngày 28 tháng 9, cả nước có tổng cộng 1077 ca mắc COVID-19, 999 người trong đó đã được chữa khỏi bệnh và 35 người đã tử vong. Đến nay, Việt Nam cũng đã hơn 25 ngày không ghi nhận ca bệnh ngoài cộng đồng. Các ca mắc mới COVID-19 đều nhập cảnh vào Việt Nam và được tổ chức cách ly y tế ngay sau khi nhập cảnh. Các địa phương có ca nhiễm COVID-19 cũng đã cơ bản trở lại trạng thái bình thường. Mời quý vị đến với phần tin trong nước. Thưa quý vị, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế vừa đưa ra nhận định dịch COVID-19 sẽ khó kiểm soát hơn vào mùa đông do điều kiện thời tiết thuận lợi cho virus phát triển lây lan. Theo đó, thời gian tới, Việt Nam có thể ghi nhận các trường hợp mắc mới từ các ổ dịch cũ hoặc lây nhiễm từ các trường hợp nhập cảnh, đặc biệt khi Việt Nam mở lại các đường bay thương mại quốc tế. Bộ Y tế khuyến cáo cộng đồng tiếp tục thực hiện những giải pháp như các địa phương xây dựng phương án tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và cách ly theo dõi sức khỏe phù hợp với nhóm đối tượng nhập cảnh khi mở lại các đường bay thương mại quốc tế. Bên cạnh đó, cộng đồng cần thực hiện đầy đủ các khuyến cáo phòng chống dịch trong tình hình mới, thực hiện tốt thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế. Bộ Y tế vừa thống nhất ban hành hướng dẫn cách ly y tế cho các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam thời gian ngắn, cụ thể là dưới 14 ngày. Theo đó, những chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam làm việc dưới 14 ngày sẽ không phải cách ly y tế tập trung. Cụ thể, đối với các chuyên gia vào Việt Nam ngắn ngày, trước khi nhập cảnh, cơ quan đón chuyên gia cần xây dựng phương án làm việc, địa điểm lưu trú, phương tiện đưa đón, kế hoạch làm việc và được ngành chức năng phê duyệt. Khi vào Việt Nam, các chuyên gia không phải cách ly y tế tập trung, song phải tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19, định kỳ 2 ngày lấy mẫu xét nghiệm 1 lần. Trong quá trình làm việc, các chuyên gia này cần được địa phương giám sát y tế theo các nội dung được quy định. Đây là các hướng dẫn mới tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, chuyên gia, lao động tay nghề cao và làm việc tại Việt Nam, nhưng đảm bảo mục tiêu kép là vừa phát triển kinh tế, vừa chống dịch hiệu quả. Chuyển sang thông tin đưa công dân Việt Nam về nước từ những quốc gia đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Mới đây, hơn 350 công dân Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vừa về nước an toàn từ Mỹ và Nhật Bản. Trước đó, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ và Nhật Bản, hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại tổ chức hỗ trợ công dân di chuyển tới điểm tập trung tại sân bay San Francisco của Hoa Kỳ và Narita tại Nhật Bản. Đồng thời, cán bộ các cơ quan Việt Nam đã trực tiếp hỗ trợ công dân hoàn tất thủ tục lên máy bay nhanh chóng, an toàn. Với mục tiêu đảm bảo sức khỏe cho công dân, ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, hãng hàng không đã thực hiện nghiêm các biện pháp về an ninh, an toàn và vệ sinh dịch tễ trong suốt chuyến bay. Ngay sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn, những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định. Trong đợt COVID-19 thứ hai bùng phát tại Việt Nam vừa qua, thì các địa phương miền Trung đã chịu nhiều thiệt hại nặng nề. Tuy nhiên, với tinh thần chống dịch như chống giặc, miền Trung đã cơ bản kiềm chế dịch COVID-19 và đang nỗ lực hết mình để luôn là điểm đến an toàn, hấp dẫn du khách và nhà đầu tư. Dịch COVID-19 tái bùng phát và hoành hành tại các tỉnh miền Trung đã gây ra những hệ lụy to lớn đối với việc đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội của những tỉnh thành phố nói trên. Chính vì vậy, sau hàng chục năm phát triển, lần đầu tiên Đà Nẵng ghi nhận tăng trưởng âm, Quảng Nam hụt thu ngân sách hàng ngàn tỷ đồng. Tại Thừa Thiên Huế, một số bệnh nhân mắc COVID-19 có bệnh nền nặng đã tử vong, gây tâm lý bất an trong nhân dân. Song nhờ tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch, nên đến giữa tháng 9 năm 2020, dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, thành phố như Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi cơ bản được khống chế và không xuất hiện các ca mắc mới. Dần dần, các tỉnh, thành phố trong khu vực bước sang thời kỳ phòng chống dịch trong tình hình mới. Chính quyền các địa phương đang tập trung triển khai nhiều biện pháp để phục hồi kinh tế, nhất là hoạt động du lịch, thu hút đầu tư. Đồng thời, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, kêu gọi mỗi người dân cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19 với thông điệp 5K của Bộ Y tế.
Từ đợt 1 COVID-19 đến nay, thì tỉnh Vĩnh Long đã tiếp nhận và hoàn thành cách ly y tế cho hơn 1.000 công dân Việt Nam trở về từ nước ngoài. Mới đây nhất là 160 công dân Việt Nam trở về từ Singapore vừa được trao chứng nhận hoàn thành cách ly. Số công dân này được cách ly tập trung 14 ngày tại Trung đoàn Bộ binh 890 thuộc xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Kết quả xét nghiệm lần 2, tất cả các công dân nêu trên đều âm tính và được trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly theo quy định để bà con trở về địa phương. Đây là đợt thứ 7 tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận cách ly y tế tập trung công dân từ nước ngoài trở về với 1.178 người. Xin chuyển sang những thông tin về một số dịch bệnh đang có nguy cơ bùng phát ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân thời điểm này. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC), thì trung tuần tháng 9, thành phố ghi nhận gần 600 ca bệnh tay chân miệng, tăng 50,2% so với trung bình 4 tuần trước. Bệnh tay chân miệng do virus gây ra và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, hiện chủ yếu điều trị triệu chứng và theo phác đồ điều trị bệnh tay chân miệng do Bộ Y tế ban hành. Thuốc phenobarbital là loại quen dùng của các bác sĩ nhi khoa trong điều trị tay chân miệng đang có nguy cơ đứt hàng. Thông tin từ một số nhà cung cấp cho biết, hiện thuốc đã ngừng sản xuất. Theo đó, các bệnh viện trên địa bàn thành phố đang chờ cơ quan quản lý dược, nhà nước thông báo về tình hình cụ thể. Liên quan đến việc điều trị cho các bệnh nhân bị ngộ độc pate minh chay, mới đây thì khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân thứ 6 được bệnh viện tiếp nhận do ngộ độc botulinum đang có dấu hiệu hồi phục sức khỏe tốt và bắt đầu được tập vật lý trị liệu. Bệnh nhân là nam, sinh năm 1966, được bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận với tình trạng ngộ độc nặng và phải tiến hành lọc máu để ngăn ngừa các biến chứng do ngộ độc gây ra. Có lúc bệnh nhân tiên lượng phải thở máy kéo dài. Sau quá trình điều trị tích cực, hiện tại tình trạng sức khỏe của bệnh nhân tiến triển rất khả quan. Bệnh nhân đã có thể mở được hơn 1/2 mắt, há miệng được. Ngoài ra, sức cơ tay chân của bệnh nhân cũng đã có thể cử động khoảng 2/5 đến 3/5. Khoa bệnh nhiệt đới cho bệnh nhân tập vật lý trị liệu tích cực 2 lần một ngày. Bệnh nhân cũng đã được bồi dưỡng về mặt dinh dưỡng để sớm cai máy thở cho bệnh nhân. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin dịch COVID-19 sáng nay của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin tức mới nhất về dịch COVID-19 vào các bản tin tiếp theo. Mời quý vị quan tâm và đăng ký kênh.